Đọc theo tôi. Om Maitreya Swaha. Đọc theo Tây Tạng là Swaha. Swaha đọc theo Tây Tạng, đọc theo chữ Phạn là Swaha. Om Om đó o mà. Om Maitreya Swaha. Còn chúng ta đọc nhanh Om Maitreya Swaha, Om Maitreya Swaha, Om Maitreya Swaha, chúng ta có thể đọc nhanh lên gặp. Và khi chúng ta lái xe chúng ta đọc Om Maitreya Swaha, Om Maitreya Swaha, Om Maitreya Swaha, Om Maitreya Swaha. Ít nhất chúng ta cũng đọc 3.000 lần mỗi ngày đi ngủ rồi trước khi. Rồi chúng ta đọc thay vì đọc Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, hay là chúng ta Nam Mô Di Đà Bồ Tát, tất cả đều là một Bồ Tát hết. Mà chúng ta thấy cái nào mà trong lúc đó chúng ta thích đọc thì chúng ta đọc Om Maitreya Swaha. Thì chúng ta thấy nếu chúng ta cứ trì chú như thế, cái hơi thở chúng ta đổi khác. Chúng ta càng trì chú một lúc nào đó, cái hơi thở chúng ta sẽ thông ngát như hoa sen, giống như ta tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó. Chúng ta tụng đi tụng lại bao nhiêu năm kinh Diệu Pháp Liên Hoa kinh á, thì cái hơi thở ta là giống như mùi sen, mùi hương thơm mùi sen. Tất cả khi chúng ta niệm Phật khi trì chú, tức là một hình thức sổ tức cao siêu nhất. Hơi thở đi vô ra, đi vô ra, đi vô ra 6 nhịp hoặc 5 nhịp hoặc 3 nhịp hoặc 10 nhịp hoặc 12 nhịp trì chú. Cái hơi thở cái điều ngày này qua ngày nọ thì chúng ta không có bệnh hoạn gì hết á. Có bệnh cũng hết. Chính cái hơi thở nó quyết định cái phana này, cái hơi thở làm chúng ta đủ bệnh hết á. Khi nào chúng ta thù ghét ai cái hơi thở chúng ta nó giận cái hơi thở chúng ta nó dồn gặp như thế. Bứt ra đứt ngân máu nghe đùa nào. Khi chúng ta yêu thương hai cái hơi thở ta cũng nghe cái nhịp nhàng mông lung như khói ban chiều á, ví dụ thế. Thì cái hơi thở chúng ta nó đi theo đó. Khi chúng ta trì chú thì tất nhiên chúng ta làm chủ hơi thở chúng ta, chúng ta làm chủ hơi thở ta đến một lúc nào đó, không phải chúng ta cũng không phải hơi thở, mà chỉ cần câu chỉ còn cái nhịp của thằng chú và cái tên cái hồng danh của Phật Di Lặc, thì lúc đó là chúng ta thấy tịnh độ khắp nơi hết. Dầu là chúng ta đang ở cái chỗ quế trọc này, tịnh độ hiện ngay lập tức. Rồi lúc nào chúng ta cũng chết sống hết, chứ không phải đến khi chúng ta chờ đi chôn rồi mới đi là chết hay tắt thở đâu. Ngay hiện tại chúng ta ngồi đây chúng ta chết sống từng sát na đó. Chúng ta còn nửa giờ nữa thì tôi sẽ nói tiếp về Bồ Tát Di Lặc và Pháp Sư Huyền Trang. Đây là đang giảng kinh Đại Bảo Tích, nhưng mà vì có đề kinh mới bắt đầu khi Đức Phật hỏi trong thời Mạt Pháp, cái thời Mạt Pháp này có gì, có ai mà có thể lo hộ trì kinh Pháp, thì Đức Di Lặc trả lời đầu tiên. Thành ra bây giờ tôi giảng tiếp về Đức Di Lặc sau khi nói quý bác đã học cái câu thần chú Om Maitreya Swaha của Đức Di Lặc rồi đó. Hãy lặp lại cho tôi một lần nữa là tôi qua cái chỗ Bồ Tát Di Lặc và Pháp Sư Huyền Trang. Đọc theo tôi. Om Maitreya. Dễ 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 hiểu lắm. Mai nhá. Viết giống nhau. T-R-E đó. M-A-I là Mai. T-R-E. T-I-E đó. Maitreya. Ya. Y dài. A. Maitreya. Swaha. S-V-A. A đọc dài. Ha. H-A. Tây Tạng đọc là Swaha. Mình đọc thấy tiếng Phạn là Swaha dài. Om Maitreya Swaha. Maitreya là tên Đức Di Lặc. Maitreya Tào dịch là Di Lặc. Om Maitreya Swaha. Bây giờ tôi giải tiếp về Bồ Tát Di Lặc và Pháp Sư Huyền Trang. Đại Bồ Tát Di Lặc đã tác động mãnh liệt. Tôi để gần cho quý bác nghe cho rõ hơn. Cái đặc biệt của lớp này là 2 giờ liên tiếp không có break. Thành ra quý bác mà cứ bị thúc bách cái vấn đề gì cứ tự thoải mái mà đi thôi, rồi trở lại hoặc đi tùy mình á, không có gì. Nhưng mà hơi lạnh lần sau quý bác giữ nên lấy áo ấm. Đại Bồ Tát Di Lặc đã tác động. Chắc sao tôi xin một cái đèn để đây, bởi tôi cần thiện nặng lắm mà tôi thấy nó mờ ra. Tôi nãy giờ tôi cứ tìm chỗ tôi ngó để mà làm sao cho nó rõ ràng thế. Mà chính tôi lại viết chữ quá nhỏ nữa, viết nhỏ nhỏ như con kiến thế, mà chính tôi đọc tôi không được